Vâng và như thường lệ ở tiểu mục điểm báo trong mỗi buổi sáng chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin được báo chí đăng tải và quan tâm. Đầu tiên thưa quý vị và các bạn chúng tôi xin được thông tin về việc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sửa lại một loạt các tiêu chí để người dân có thể được hưởng gói hỗ trợ 62 000 tỷ đồng do những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Nguyên nhân của đề xuất này chính là vì do đến thời điểm hiện tại các doanh nghiệp và người dân gặp khó có nhu cầu rất nhiều, song lại chưa ai được hưởng gói hỗ trợ trên đồng nghĩa với việc mặc dù khoản vay ưu đãi với lãi suất là 0%, chiếm số nhỏ so với nhu cầu vốn hoạt động của các doanh nghiệp. Thế nhưng, đến nay, vẫn chưa có trường hợp nào được giải ngân từ gói 16.000 tỷ đồng. Nghịch lý này xuất phát từ những điều kiện được cho là quá khắt khe, khiến cho các doanh nghiệp không thể nào tiếp cận, trong khi họ đang rất cần vốn để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh và giữ chân người lao động. Trên trang 2 trang 3, một tiêu điểm của báo giao thông có bài viết Nghịch lý doanh nghiệp thiếu tiền, gói 16.000 tỷ đồng, vẫn ế. Bài báo này đã trích dẫn nhiều ý kiến doanh nghiệp phân tích những điểm mà họ không thể đạt được nổi tiêu chí để được hưởng gói hỗ trợ, như công nhân phải nghỉ làm chỉ khi doanh nghiệp không thể có doanh thu, mà nếu không có doanh thu trong 2-3 tháng thì đã đóng cửa rồi, cần gì phải vay để trả tiền cho lao động. Hơn nữa, số tiền lương chỉ chiếm không quá 30% chi phí vận hành doanh nghiệp. Chưa kể phát sinh tồn kho nhưng lại chỉ được vay 50%, thì không doanh nghiệp nào muốn mất nhiều thời gian đi chứng minh để được vay số tiền ít ở đó và còn nhiều điểm nữa trong bộ tiêu chí để được nhận gói hỗ trợ Covid-19 khiến doanh nghiệp cảm thấy ngao ngán bảo nhau muốn thì lên tivi mà nhận. Quý vị có thể tìm hiểu trên trang số 2 và số 3 của báo giao thông số ra hôm nay. Và thưa quý vị, một góc nhìn khác của câu chuyện này đã được báo diễn đàn doanh nghiệp thể hiện trong bài viết tác dụng ngược của gói cứu trợ được đăng tải trên trang 15. Và theo bài báo cũng nêu ra ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu là chuyên gia tài chính ngân hàng. Cụ thể thì ông cho rằng khi gói 16.000 tỷ đồng tái cấp vốn cho doanh nghiệp với lãi suất 0% trên một năm nhằm chi trả tiền lương cho người lao động, đến nay vẫn chưa giải ngân được cho doanh nghiệp nào, có nghĩa nó có kết quả ngược. Bởi vì doanh nghiệp và người lao động vốn đã khốn khổ vì đại dịch, nay những tính toán cân đối tài chính, những kế hoạch vượt bão duy trì sản xuất, duy trì cuộc sống tối thiểu lại đi vào ngõ cụt đã khổ càng thêm khổ. Và những tiêu chí trước đây quá khó khiến cho doanh nghiệp không thể với tới buộc chính phủ phải hạ chuẩn tiêu chí vay vốn là chuyện nhỏ. Chậm cứu trợ để doanh nghiệp và người lao động chết mà không được cứu mới là chuyện lớn. Có nhiều doanh nghiệp nộp hồ sơ bị ngâm tôm hàng tháng trời, trong khi doanh nghiệp và người lao động mong mỏi từng ngày từng giờ. Tất cả các gói cứu trợ của chính phủ cần độ chính xác trong tiêu chí. Đặc biệt, việc thực hiện phải nhanh nhạy, tránh tình trạng đưa ra những gói này để an lòng dân thì có tiếng mà không có miếng. Thưa quý vị, và các bạn, hiện đang có nhiều băn khoăn liên quan đến đề xuất của Bộ Công an trong công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Báo tuổi trẻ ở trang 5 đăng tải bài viết trả lời cho câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Đó chính là Bộ Công an cấp bằng lái xe có giảm được tai nạn giao thông hay không? Bên cạnh đó là tính khách quan khi mà Bộ Công an, một đơn vị vừa cấp bằng lái vừa quản lý, giám sát, lại thêm xử phạt đại diện của cục cảnh sát giao thông cho rằng đơn vị này có đủ nguồn lực và vật lực để thực hiện việc quản lý cấp bằng lái xe về tính khách quan thì việc xử phạt sẽ được công bố công khai và tới đây được lưu giữ bằng dữ liệu điện tử để việc xử lý được thuyết phục hơn theo đơn vị này cho biết đây là sự thay đổi cơ quan quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông lập lại trật tự kỷ cương nề nếp của hoạt động giao thông Thưa quý vị và các bạn, một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, khi mà một dự án trồng cây do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng, được triển khai tại 5 huyện và thị xã của tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2015 và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2024 với hai hạng mục lâm sinh và công trình phụ trợ. Tuy nhiên thì chưa chờ đến thời điểm 2024, ngay lúc này thì rừng dự án lại đang chết dần chết mòn do thời tiết. Đây là câu trả lời của chủ đầu tư dự án này, một câu trả lời được cho là thiếu trách nhiệm và phóng viên của báo Người Lao Động cũng đã vào cuộc để tìm hiểu và đăng tải thông tin liên quan đến dự án này trên trang 5 của báo Người Lao Động ra sáng ngày hôm nay. Cụ thể, thì thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện nhiều sai sót tại dự án này như một số hạng mục đầu tư chưa phù hợp với mục tiêu của dự án, quy hoạch dự án trồng rừng tại thời điểm lập dự án ngoài diện tích quy hoạch của tỉnh Thừa Thiên Huế, không thu thập thông tin một cách chính xác dẫn đến diện tích trùng với dự án khác trùng diện tích đã giao cho các hộ gia đình và cá nhân hoặc các tổ chức việc chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư không đáp ứng với năng lực kinh nghiệm đề xuất hình thức quản lý dự án đối với công trình lâm sinh không đúng quy định và đó là những thông tin cũng như là những nguyên nhân khiến cho dự án trồng cây này vẫn đang đi vào ngõ cục Thưa quý vị, thưa các bạn, một câu chuyện hy hữu xảy ra tại tỉnh Nghệ An khi mà chính quyền của một địa phương phải đi đòi món nợ lên đến là 27.000 đô la Mỹ vì trót dùng tiền ngân sách thay doanh nghiệp tư nhân trả tiền cho người dân. Vụ việc kỳ lạ này được báo giao thông phản ánh trên trang số 11. Sự việc khi hữu này bắt nguồn từ năm 2010, Global Farm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án trồng chuối xuất khẩu tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3 triệu đô la, tổng diện tích là 200 hecta, quy mô sản xuất là 100.000 tấn chuối mỗi năm. Tuy nhiên, dự án chạy chưa được bao lâu thì đã bị thất bại, do cây trồng này không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng Việt Nam. Doanh nghiệp rút đi hoàn toàn trong khi chưa trả đồng nào tiền thuê đất cho người dân. Dù doanh nghiệp liên tục thua lỗ đứng trên bờ vực phá sản, Thế nhưng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vẫn ra văn bản chỉ đạo tạm ứng ngân sách quyền để thay doanh nghiệp trả nợ. Giải thích về việc lấy tiền ngân sách trả nợ thay cho doanh nghiệp, một nguyên lãnh đạo quyền Yên Thành thời kỳ đó cho biết, xét về nguyên tắc tài chính, việc tạm ứng ngân sách để trả tiền thuê đất cho một doanh nghiệp tư nhân là sai. Nhưng vì thời điểm đó, người dân rất bức xúc, có nguy cơ mất an ninh trật tự và bất ổn chính trị ở địa phương, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định như vậy để an dân. Thưa quý vị, cùng chuyển sang một thông tin y tế đáng chú ý trên mặt báo sáng nay. Là một đơn vị sử dụng hệ thống robot trong việc phẫu thuật thần kinh sọ não và cuộc sống do Canada sản xuất đầu tiên ở châu Á, trị giá 54 tỷ đồng. Nhưng đột ngột mới đây, Bệnh viện Nhân dân 115 đã trả máy cho công ty cho thuê. Và báo Thanh niên trên trang 5 đã đặt ra câu hỏi là vì sao Bệnh viện Nhân dân 115 trả robot mổ thần kinh sọ não và cuộc sống. Và theo bài báo cho biết về phía bệnh viện cho rằng những máy móc này hoạt động không hiệu quả, kinh tế gây thua lỗ. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh niên thì vào ngày 9 tháng 3 năm 2018, bệnh viện Nhân dân 115 đã họp đảng ủy, ban giám đốc, công đoàn và khoa có liên quan thông qua đề án thuê hệ thống robot trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cuộc sống. Kết luận là đồng ý thông qua đề án thuê hệ thống này trong một báo cáo của bệnh viện nhân dân 115 đánh giá số lượng bệnh nhân phải phẫu thuật thần kinh sọ não và cuộc sống khu vực phía nam rất lớn hơn 10.000 ca trên một năm riêng bệnh viện nhân dân 115 phẫu thuật thần kinh và sọ não năm 2016 lên đến 2.475 ca tuy nhiên vẫn chưa bệnh viện nào tại phía nam được đầu tư trang bị hệ thống robot trong lĩnh vực này Liên quan đến câu chuyện tiêu dùng, thưa quý vị, hiện nay trên thị trường đang xuất hiện nhiều loại sữa gắn mát nhãn hiệu công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3 có địa chỉ tại số 18 ngõ 11 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Nhiều đại lý của công ty NCT3 giới thiệu đây là sữa y tế, được các bác sĩ khuyên dùng và bán với giá từ vài trăm ngàn đến hơn là một triệu đồng một hộp. Thưa thức uống này có chiếu rất nhiều những Thực chất, nhiều sản phẩm của sữa, nhiều sản phẩm sữa của công ty NCT3 phân phối ra thị trường đã bị đội giá cao là bởi công ty này đã trả qua hồng kiểu đa cấp cho các đại lý và các nhà phân phối. Báo Lao động đã gửi cảnh báo đến bạn đọc qua bài viết trên trang số 1 và số 3 với dòng gian đề chi tiền qua hồng chiết khấu đến 65% giá trị sản phẩm sữa, dấu hiệu của kinh doanh đa cấp biến tướng. Cụ thể, công ty này đã đưa ra mức chiết khấu trực tiếp trên 40% với chức danh tổng đại lý qua hồng nhận được khi bán một sản phẩm sữa của NCT3 có thể lên đến là 65%. Ngoài ra, thì các hội viên cấp cao còn có cơ hội nhận được lương bảo hiểm từ công ty. Thậm chí, theo tổng đại lý trên cho biết, nếu xây dựng được hệ thống gồm 5 tổng đại lý cấp dưới sẽ lên chiếc kim cương được công ty cấp nhà và xe ô tô. Nhìn vào hệ thống bán hàng trả lương trên, luật sư La Văn Thái đến từ đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định đã thỏa mãn hai dấu hiệu của kinh doanh theo hình thức đa cấp. Đó là sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh và người tham gia được hưởng qua hồng tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin về giáo dục rất đáng chú ý. Ngoài việc được miễn học phí, sinh viên ngành sư phạm sẽ được nhà nước hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng trên một tháng và nhà nước đã đặt ra mức ưu đãi hấp dẫn này với kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút sinh viên cho ngành sư phạm. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này có giúp ngành sư phạm hấp dẫn hơn hay không? Trên báo Tuổi trẻ sáng nay có bài viết trả lời câu hỏi trên được đăng tải trên trang 13 của báo này. Theo đó thì bài báo cho biết nhiều chuyên gia cho rằng khoản hỗ trợ trên không quan trọng bằng việc có việc làm sau khi ra trường. Bài viết trích dẫn ý kiến của những người trong cuộc, đó là sinh viên của ngành y. Một sinh viên đại học sư phạm lên tiếng, sinh viên sư phạm phải đóng học phí với mức như các trường công lập bình thường khác để nhà trường có kinh phí đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại là điều cần thiết hơn. Với không ít sinh viên sư phạm, việc chi trả học phí không còn quá quan trọng và điều tất cả mà các bạn đều quan tâm hơn là việc làm sau khi ra trường. Và quý vị quan tâm đến chuyên mục này thì có thể tìm đọc trên trang 13 của báo Tuổi Trẻ sáng nay. Và chúng tôi vừa điểm qua rất nhiều những nội dung đáng quan tâm trên các báo số ra sáng nay. Quý vị có thể tìm đọc chi tiết cũng như có thể là theo dõi lại tiểu mục điểm báo trên kênh youtube của kênh VTC9.